Xin chào, gần đây xã hội đang rất xôn xao, thời sự thì đưa tin liên tục về một căn bệnh nghe có vẻ lạ, có tên là bệnh bạch hầu. Trong video này, mình sẽ giúp các bạn không cần phải đọc hàng chục trang sách, hàng trăm trang mạng để hiểu rõ, mà bạn chỉ cần dành ra 5 phút để xem video này là bạn có thể nắm gọn trong tay bệnh bạch hầu là như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu luôn nhé. Bất kỳ một căn bệnh nào, khi nhắc đến chúng ta sẽ quan tâm đến những yếu tố chính, bao gồm bệnh có nguy hiểm hay không, bệnh có dễ lây lan không và biểu hiện của nó ra sao. Chúng ta sẽ cùng giải mã từng phần một. Đầu tiên là về nguồn gốc của bệnh. Bệnh bạch hầu do con vi khuẩn có cái tên dài y như vóc dáng của nó. Cái tên này khá khó đọc nên mình sẽ gọi tắt là CO. Người ta cho rằng bệnh bạch hầu này được ghi lại sớm nhất là cách đây khoảng 2.500 năm, tức là từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nó được biết đến như một căn bệnh tà ác, gây ra tỷ lệ tử vong cực cao. Vào thế kỷ 17, căn bệnh này đã gây ra những lần đại dịch chết người hàng loạt. Người Tây Ban Nha còn gọi nó với cái tên rất lạnh gáy, kẻ treo cổ. Đến thế kỷ 18, năm 1735, bệnh này lan đến châu Mỹ và lại bùng thành dịch. Như mô tả thì gia đình nào có người nhiễm bệnh thì những người trong gia đình đó lần lượt ra đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cách thức mà con vi khuẩn CO nó xâm nhập vào cơ thể. Khi tiếp xúc gần với một người bị nhiễm bệnh, có thể qua đường không khí, người khỏe mạnh hít phải những hạt dịch chứa mầm bệnh bắn ra từ người bệnh, hoặc cũng có thể là do tiếp xúc trực tiếp với phần da bị hoại tử do vi khuẩn tấn công. Sau khi con vi khuẩn đã tiếp cận với đối tượng, nó sẽ lập thành căn cứ và bắt đầu phát triển tương tự như những loại vi khuẩn gây bệnh khác. Thường thì con vi khuẩn này tấn công khu vực vòm họng hay gọi là hầu, chỗ mà chúng ta hay bị amidan, hoặc cũng có thể sâu hơn là ở dưới thanh quản, cũng có thể là ở mũi, ở da, nhưng nhiều nhất vẫn là ở hầu. Khi phát triển, vi khuẩn này sẽ tiết ra một loại độc tố. Độc tố này khi ngấm vào tế bào sẽ làm chết tế bào, từ đó hình thành các màng giả, thường có màu trắng xám. Như chúng ta thấy, khu vực hầu có các lớp màng màu trắng bao bọc, có lẽ vì vậy mà nó có tên là bạch hầu, tức là hầu bị trắng. Nói về tác hại đối với cơ thể, thì bản thân con vi khuẩn CO không có gì đáng sợ. Nó chỉ gây ra các mảng da chết trắng hoặc gây hoại tử, nhưng một thời gian sẽ lành và khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy thì bệnh này lại chẳng có gì đáng sợ, mà cái đáng sợ ở đây là chất độc do con vi khuẩn này tiết ra. Có một điều thú vị là con vi khuẩn này không tự nhiên tiết ra chất độc, mà nó chỉ tiết ra chất độc khi chính bản thân nó bị nhiễm một con virus khác. Và khi chất độc được tiết ra, ban đầu nó sẽ giết chết vùng tế bào xung quanh con vi khuẩn. Sau đó thì nó ngấm vào máu và được máu đưa đi khắp cơ thể. Giai đoạn này chính là thời gian mà cơ thể phải đối mặt với những gì tệ hại nhất, bao gồm cả tử vong. Tất cả biến chứng của bệnh bạch hầu đều do độc tố gây ra. Trong đó có hai biến chứng nặng nhất khiến chúng ta lo sợ, bao gồm: một là viêm cơ tim. Tim quan trọng như thế nào thì khỏi phải nói rồi. Khi cơ tim bị viêm, nhịp tim sẽ bị loạn, điều trị cực kỳ khó khăn, đôi khi phải dùng đến máy tạo nhịp nhân tạo. Và biến chứng này gây ra tỷ lệ tử vong cao nhất, thường thì tỷ lệ tử vong sẽ là 5-10%, cao hơn cả dịch Covid. Và đối với trẻ em dưới 5 tuổi hay người lớn trên 40 tuổi thì tỷ lệ tử vong còn cao đến 20%. Thứ hai là viêm dây thần kinh. Đây cũng là một biến chứng thường gặp ở người bệnh bạch hầu. Tuy nhiên, viêm dây thần kinh thì không nghiêm trọng lắm. Người bệnh sẽ phục hồi hoàn toàn khi khỏi bệnh, miễn là người bệnh đừng tử vong vì biến chứng khác. Ngoài ra có thể có các biến chứng nữa như viêm kết mạc mắt hay suy hô hấp, và thường xảy ra nhiều hơn đối với trẻ em. Hiện nay bệnh này đã có thuốc chữa. Đối với bọn vi khuẩn thì người ta đã chế ra được kháng sinh phù hợp. Còn đối với độc tố thì người ta đã tìm ra một loại thuốc giải giúp đánh tan loại độc tố này. Tuy nhiên, một khi độc tố đã ngấm vào máu thì việc sử dụng thuốc giải không phải lúc nào cũng cứu được nạn nhân, bởi vì thuốc giải chỉ trung hòa được một phần độc tố còn trong máu, chứ nó đã ngấm vào tế bào và các cơ thì không có tác dụng. May mắn là đến nay chúng ta đã có vaccine phòng ngừa bệnh này. Bạch hầu là một trong những loại vaccine nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng của quốc gia. Bao giờ cũng thế, phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Nếu không may phát hiện ra người mà mình tiếp xúc đã mắc phải bệnh bạch hầu thì chúng ta nên nhanh chóng tự cách ly và liên hệ với trung tâm y tế để có biện pháp tiêm phòng ngừa kịp thời. Như vậy mới bảo vệ được chính chúng ta và những người xung quanh. Như vậy qua video này các bạn đã hiểu được bệnh bạch hầu là do con vi khuẩn CO gây ra. Vết thương trên da thịt rồi cũng sẽ lành.
Nhưng độc tố của nó thì cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong của bệnh này cũng rất cao, lên tới 20% đối với trẻ nhỏ. Hy vọng video hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.